Chào các bạn, trong cái video ngày hôm nay mình sẽ so sánh cho các bạn việc gửi file giữa máy tính và điện thoại thuộc hai hệ Android Windows và Mac OS và iPhone thì nó sẽ diễn ra như thế nào ha. Đối với lại cái bên phía Android và Windows thì mình dùng cái Nearby Share. Đây là một cái tính năng mà Google họ đã phát triển từ rất lâu cho Android rồi. Và ở trên máy tính Windows mình cũng cài cái ứng dụng Nearby Share Beta vào luôn. Đối với lại iOS và mình gửi qua máy tính thì mình sẽ dùng là AirDrop. Thì đây cũng là một tính năng mà Apple họ giới thiệu đâu đó, mình nhớ không lầm là khoảng 10 năm trước rồi, cũng rất là lâu rồi. Thì trong video này mình so sánh không chỉ là về tốc độ đâu, mà còn về cách dùng và cái trải nghiệm nữa, để các bạn có thể biết được coi là thằng nào sẽ tốt hơn. Bây giờ bắt đầu ha. Rồi, trước tiên là mình nói về phần công nghệ bên dưới trước ha. Thì khi mà chúng ta nghĩ tới gửi file giữa điện thoại và máy tính trước đây, hoặc là điện thoại cho nhau, thì thường là chúng ta sẽ gửi qua Bluetooth. Tuy nhiên Bluetooth thì tốc độ gửi nó rất là chậm, nó chỉ phù hợp để gửi những cái file nhỏ hay thậm chí là những cái dòng text nhỏ mà thôi. Đối với lại những cái file lớn, file ảnh, file video này nọ gửi bằng Bluetooth là miệt mài luôn, không biết bao giờ mới xong. Cho nên cách đây tầm 10 năm thì Apple họ mới đưa ra cái tính năng AirDrop. Cái AirDrop nó sẽ tự động dò những cái thiết bị Apple xung quanh, iPhone, iPad, Mac đều có thể chơi được với nhau ha. Và các bạn có thể gửi bất kỳ một loại file nào giữa các máy này, không giới hạn một loại file nào cả nha. File Word cũng được, file Excel cũng được, file PowerPoint cũng được, file bất kỳ file nào chơi được hết luôn. Nó chỉ đơn giản là một cái giao thức để mà gửi file thôi. Và khi mà nó gửi file như vậy là nó dùng công nghệ Wi-Fi ngang hàng hay còn gọi là P2P Wi-Fi. Thì nhờ cái việc mà hai máy nó kết nối Wi-Fi trực tiếp với nhau, cho nên các bạn đang đi ngoài đường, các bạn đang đi trên xe đò, các bạn thậm chí đang trên máy bay vẫn có thể gửi AirDrop được cho nhau mà không cần phải có router, không cần phải có một cái bộ định tuyến hay là một cái mạng Wi-Fi cố định nào cả. Cho nên AirDrop nó rất là tiện. Rồi, đối với lại Nearby Share thì sao? Nearby Share thì nó đã có sẵn trên Android, mình nhớ không lầm là khoảng 3 năm trở lại đây. Tuy nhiên ở trên máy tính thì tại vì hệ điều hành Windows thì không phải là của Google làm ra, cho nên là họ buộc phải làm một cái Nearby Share dưới dạng một cái app. Nếu như mà các bạn muốn xài thì các bạn phải cài vào, nó không có được tiện như là Mac OS với lại iPhone thì tất cả mọi thứ đã có sẵn rồi, tại vì do Apple làm mà thôi. Bây giờ cái việc cài nó thiệt ra cũng đơn giản thôi, vào một cái link, tải cái phần mềm về và cài như mọi phần mềm khác mà các bạn sẽ cài trên Windows. Về cái việc gửi file thì giữa điện thoại Android và máy tính Windows nó cũng sẽ gửi file cho nhau bằng kết nối Wi-Fi. Tuy nhiên khi mà mình thử nghiệm thì mình thấy là lúc mà con điện thoại và cái máy tính của mình ở hai cái mạng Wi-Fi khác nhau thì tụi nó không có dò được nhau. Theo đúng lý thuyết của Nearby Share thì nó cũng dùng kết nối P2P Wi-Fi luôn. Tức là về cơ chế hoạt động thì tương tự như là AirDrop. Tuy nhiên mình nghĩ là tại vì Nearby Share trên máy tính thì chưa hoặc là không dùng được tính năng đó. Mình đoán là nó sẽ gửi qua mạng nội bộ ở trong nhà mình, thì nó sẽ phụ thuộc vào kết nối Wi-Fi của nhà bạn ha. Cả Nearby Share lẫn AirDrop khi mà tụi nó gửi file thì đều dùng kết nối Wi-Fi. Tuy nhiên cả hai đều yêu cầu phải bật Bluetooth. Ủa, để làm gì vậy? Cái yêu cầu Bluetooth này là để cái điện thoại và cái máy tính hoặc là trong thế giới của Apple thì là những thiết bị nói chung với nhau, tụi nó có thể dò tìm được nhau và ghép đôi với nhau. Thì thay vì các bạn phải đi dò tìm thủ công nè, rồi các bạn phải ghép đôi lẫn nhau nè, rồi các bạn phải nhập password các thứ để mà đảm bảo một số thứ liên quan tới bảo mật nữa, thì bây giờ Bluetooth nó sẽ đảm đương cái phần đó giùm bạn và mọi thứ nó sẽ được diễn ra một cách tự động. Cả Nearby Share lẫn AirDrop đều như vậy ha. Và lúc mà tụi nó gửi file thì nó mới chuyển sang sử dụng Wi-Fi. Rồi, bây giờ mình bắt đầu phần thử nghiệm ha. Thì đây là một cái file video của mình. Cái file này có dung lượng là 1.47GB. Bây giờ mình sẽ gửi nó bằng AirDrop từ máy tính qua điện thoại ha. Share. Và AirDrop. Đây, chọn nó hiện còn hai con iPhone, không biết con nào đây. Tắt bớt một cái coi. Rồi. Ok. Bây giờ mình sẽ chọn vào đây và bắt đầu. Đó, để coi ha. Bây giờ nó bắt đầu gửi nè. Thì để xem là nó cần bao nhiêu thời gian. Tại vì các bạn thấy là AirDrop gửi thì nó không có hiện cái tốc độ, cho nên là mình bắt buộc phải dùng cách này thôi. Xong. Cần khoảng 26 giây để gửi hoàn thành ha các bạn. Và lúc này cái file nó cũng đã xuất hiện trên điện thoại rồi nè. Bây giờ mình sẽ reset lại counter và mình cũng lấy đúng cái file đó đó. Cũng là 1.47GB ha. Và bây giờ mình sẽ gửi từ iPhone sang máy Mac của mình coi nó tốn bao lâu. Bắt đầu. Rồi, nó tinh tinh rồi các bạn thấy không? Đó, nó có hiện cái thông báo ra nè. Nó cần khoảng 20 giây để hoàn thành. Và đây, cái file nó đã gửi qua rồi. Đây ha. Mở lên cho các bạn coi. Hứa với các bạn cái video này được. Rồi, bây giờ mình test tới Nearby Share nha các bạn. Thì mình cũng gửi từ laptop qua bên điện thoại Android trước. Thì bây giờ mình sẽ kéo lại cái file này vào và nó sẽ hỏi mình là
Đó, bây giờ nó xuất hiện rồi nè. Thì mình cũng sẽ chuẩn bị bấm ha. Bấm bắt đầu. Đó, lúc này nó vẫn đang connect. Thì cái đoạn connect này là mình thấy nó hơi lâu ta. Rồi, ok. Nó đang nhận rồi đó. Rồi, thì các bạn thấy là không biết vì lý do gì mà các bạn thấy không? Bây giờ nó đang xài với tốc độ cực kỳ chậm. Nó chỉ có vài trăm kilobyte trên giây thôi. Tức là lúc này nó chỉ đang gửi bằng Bluetooth. Hoặc là, mình nghĩ chắc là bằng Bluetooth nó mới chậm vậy thôi. Tốc độ không lên được tới 1 mê nữa. Thì mình không biết lý do vì sao. Máy của mình thì vẫn đang vào wifi bình thường. Tất cả mọi thứ đều bình thường hết. Rồi con điện thoại của mình cũng wifi, cũng cùng một cái môi trường test thôi mà. Bây giờ mình sẽ ngừng và mình thử lại. Mình khởi động máy rồi mình thử lại nha. Ý, giờ từ từ nó nhanh lên rồi kìa. Ok. Không, mà cơ bản vẫn chậm lắm. Thôi, mình sẽ khởi động máy lại. Rồi, ok, bây giờ thử lại nha. Hy vọng là mọi chuyện đã ổn rồi. Giờ nè. Bắt đầu. Rồi, bây giờ thì mình thấy tốc độ có vẻ nhanh rồi đó. 7 mê, 6 mê. Nhưng mà không biết nó có lên được 20 mấy mê như là mấy cái lần trước mình test không. Chứ với tốc độ này thì rất là chậm. Thôi, tốc độ này là quá chậm rồi, thua airdrop rồi, khỏi so nữa. Mình sẽ thử dừng lại và thử đổi qua một cái vị trí ngồi khác coi nó có khác biệt vậy không nha. Ok, thử lại ở một vị trí khác nha các bạn. Thoát đi bay xe luôn đi, mở lại nè. Rồi, kéo thả file vô. Bắt đầu. Tốc độ vẫn chỉ tầm đấy à, 70 mấy à. Chậm hơn rất nhiều so với AirDrop ha. Và hôm nay thì mình không lên được cái tốc độ như là 20 mấy mê mà hôm bữa mình test. Mình không biết là do kích thước file hay là do định dạng file hay là lý do gì. Hay là đây là lỗi của cái Nearby Share. Tại vì thật ra Nearby Share này nó mới là bản beta thôi. Thôi, chắc cái này khỏi so nữa ha các bạn ha. Nhìn vậy là biết thua chắc rồi. Rồi, tiếp tục thử lại ha. Bây giờ mình đã restart xong con điện thoại Android rồi. Cũng kéo file vô. Nên đi bay xe chưa ta? Để coi có phải enable cái gì không? Ok, không có gì cần phải enable cả. Rồi, bây giờ nó đã nhận xong máy rồi nè. Mình bắt đầu nha các bạn. Bắt đầu. Lên 20 mấy mê như hôm bữa đi. Nhất quyết không lên, tức ghê. Thôi, buồn rồi, không test nữa. Đó, qua những cái đoạn ghép vừa rồi thì các bạn cũng thấy được là hơi tiếc ở chỗ là mình không có thể tái tạo lại được cái tốc độ mà mình đã từng gửi file lên tới 30 mê một giây như là những cái video khác mình đã từng test cho các bạn coi. Mình không biết lý do vì sao nha, mạng mẽo nhà mình tất cả mọi thứ vẫn như vậy, vị trí mình ngồi hay với căn phòng của mình tất cả mọi thứ đều y chang như vậy, thiết bị cũng y chang như vậy, cũng vẫn là con Galaxy S23 này, cũng vẫn là con ROG Flux X16 của mình. Tuy nhiên tốc độ gửi file thì chậm hơn rất nhiều và đây là một cái điểm là mình khá là thất vọng. Nhưng mà mình cũng không thất vọng quá tại vì đây mới chỉ là phiên bản beta thôi. Mình hy vọng là trong tương lai Google họ sẽ phát hành một cái phiên bản đủ ổn định để lúc nào cũng có thể tận dụng được một cái tốc độ cao nhất có thể khi mà gửi file. Còn đối với AirDrop thì nó đã tồn tại 10 năm nay rồi, nó rất ổn định rồi. Các bạn gửi iPhone cho nhau, các bạn gửi iPhone cho Mac hoặc Mac cho iPhone. Như mình đó, mình có thể gửi những cái file 4-5GB mà nó vẫn có thể bắn qua bình thường, không bị lỗi, không bị gì cả. Chỉ khi nào mà mình có rất nhiều video, mỗi video 3-4GB, ví dụ như là mình mới vừa có một chuyến du lịch về và mình muốn gửi cái video đó vào trong máy tính để mình edit, thì lúc đó mình bắt buộc phải xài dây thì nó sẽ ổn định hơn. AirDrop nó vẫn có thể bị fail nha, chứ nó cũng không phải thần thánh gì. Tuy nhiên thì chắc là kiểu 10 lần thì khoảng 9 lần rưỡi là đã thành công rồi, hiếm lắm nó mới bị fail. Cho nên mình vẫn đánh giá tính tới thời điểm này thì AirDrop mình vẫn đánh giá tốt hơn, nhanh hơn và ổn định hơn rất nhiều. Cần là có, cần là chơi. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video sau ha. Bye bye.